Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viettel chính thức khai trương mạng 4G, trở thành nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam cam kết cung cấp mạng 4G siêu tốc độ khắp mọi nơi và cho tất cả mọi người. Song hành cùng chất lượng dịch vụ đã cam kết, tổng đài chăm sóc khách hàng qua video call đã ra đời. Đây chính là một thay đổi lớn trong công tác chăm sóc khách hàng của Viettel. Khách hàng sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị cùng nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel qua cuộc gọi hình ảnh thay vì các cuộc gọi qua thoại truyền thống như trước kia. Khách hàng chỉ cần cài đặt ứng dụng My Viettel trên các thiết bị thông minh và thực hiện các bước sau. 1. Truy cập ứng dụng My Viettel. 2. Lựa chọn mục chăm sóc khách hàng. 3. Chọn gọi video miễn phí với chăm sóc khách hàng. Sau cái tên số 2288 xin được phục vụ quý khách ạ. Chỉ với 3 bước đơn giản, khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi video call miễn phí tới tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel. Cái phương thức kết nối với tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel qua hình thức gọi điện thoại video call rất mới mẻ, tiện lợi, được gặp trực tiếp, được nói chuyện các bạn, tổng đài viên, các bạn rất gần gũi, thân thiện. Với tôi, đây là một sự chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thực hiện cuộc gọi video call đến tổng đài từ website viettel.telecom.vn trên máy tính có gắn camera. Tất cả các thao tác kết nối đều vô cùng đơn giản và thuận tiện. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của Viettel, hãy click kết nối đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel. Viettel luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.